Hôm nay thì mình làm tháo luôn cả phần tay cho gọn luôn đúng không? Phần tay cũng gọn đi rất là nhiều đúng không em? Hôm nay thì chắc là với phần cơ thể như thế này tự tin hơn rất là nhiều rồi đúng không? Chị xin phép sẽ giới thiệu lại hình ảnh của Linh nhé để chia sẻ về quá trình em đạt hiệu quả như thế nào đấy không em? Với liệu trình dịch vụ này thì có thể nói là Linh có sự thay đổi rất là nhiều. Và đây chính là hình ảnh ngày đầu tiên khi Linh qua Korea đây. Các bạn có thể nhìn thấy anh nhé. Cảm ơn chị. Đây các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh ngày đầu tiên của bạn Linh là lượng mỡ thừa rất là nhiều, đặc biệt tập trung cho phần bụng dưới và hai bên hông, mô mỡ khá là dày. Và ngoài ra thì Linh cũng có chia sẻ là với cái số đo vòng bụng quá lớn và tình trạng nặng nề của cơ thể thì bạn cũng rất khó đi lại di chuyển và ảnh hưởng nhiều về vấn đề sức khỏe đúng không em? Thì bây giờ có thể nói là với một bạn Linh khác hẳn hoàn toàn như chị vừa giới thiệu xong, em có thấy tự tin với lại cơ thể hiện tại của em không? Có chị ạ, bây giờ tự tin lắm, làm cái gì suôn sẻ luôn. Hồ sơ của em là em giảm tới những 12 cân đúng không? Vâng ạ. Số đo vòng bụng thì cải thiện rất là nhiều. Khoảng tầm 17cm đấy chị ạ. 17cm tức là thay rất là nhiều về size quần áo rồi đúng không? Đúng rồi. Bây giờ đang chắc... từ phải XL mà xuống S luôn ấy. Bây giờ chắc là các cái quần áo cũ ấy, mình chỉ để trong tủ ngắm nhớ lại một thời kỷ niệm thôi đúng không em? Chứ bây giờ thì làm sao mà mặc được vừa nữa. Mặc dù là giảm rất là nhiều như vậy nhưng chị thấy phần bụng của em vẫn rất là săn luôn. Em có chia sẻ như thế nào về liệu trình của em khi mà em đạt về cái chỉ số đo chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn như thế này? Thì trong một khoảng thời gian như thế thì em cảm thấy như là lột xác hoàn toàn chị ạ. Tại vì là trước đây béo lắm, béo đến nỗi mà ra ngoài đường mọi người nói đến, có nghĩa là ai cũng kêu, ai cũng bảo là sao mà mày béo thế, béo sắp đẻ chưa? Mà mình cảm giác xấu hổ dã man ấy, không muốn ra ngoài đường luôn. Mà xong một liệu trình rồi thì bây giờ em phải giảm được khoảng tầm 12 cân và 17cm vùng bụng. Có những ai mà nhìn thấy em trong khoảng thời gian rất ngắn thay đổi như thế này thì có thắc mắc nhiều về liệu trình của em không? Có chứ chị. Câu chuyện gì gần đây nhất mà khiến cho em rất là vui khi mà họ nhìn thấy em thấy em thay đổi như thế này? Thật ra thì trước đây ấy, bởi vì béo quá cho nên là nhiều khi gặp gỡ bạn bè mọi người rủ đi đâu cũng không muốn đi. Mà bây giờ hôm vừa rồi họp lớp ấy, đi thấy xong rồi là ai cũng ngỡ ngàng luôn. Chừng luôn đúng không? Đấy lại bảo là ôi lột xác hoàn toàn thế, đi làm ở đâu đấy hay là đi tập ở đâu đấy. Đấy xong rồi là em mới chia sẻ là em qua Korea làm. Đấy thì là sau một thời gian thì là bây giờ mới được như thế này. Thực ra thì hầu hết các khách hàng khi đến với Korea thì đều thay đổi vóc dáng rất là nhiều và Linh cũng là một trường hợp không ngoại lệ. Bây giờ các bạn có thể nhìn thấy là lượng mỡ thừa hai phần hông gần như là không còn nữa. Phần mỡ bụng dưới trước là cảm giác như một túi mỡ lúc nào cũng trực chờ nó rơi xuống đất vậy đúng không em? Và bây giờ rất là gọn luôn. Anh xã thì nói như thế nào về vóc dáng của em hiện nay? Ôi dồi ôi, thích lắm chị ạ, đi đâu cũng sợ mất vợ thôi. Có nhiều chị nói là sau khi làm giảm mỡ xong là bị anh xã quản lý rất là gắt gao về thời gian. Em thì cũng thế đấy, tại vì là nhá, trước đây thì thật sự là chồng em mà ví dụ đi đâu ấy là không rủ vợ đi cùng đâu. Nhưng mà đợt này đến bây giờ thì đi đâu cũng rủ vợ luôn. Không muốn cho vợ ở nhà tại vì là muốn khoe mà. Đấy. Trong cái vấn đề mà em đào thải ý, thì chị cũng nhớ là em chia sẻ là em đào thải khá là nhanh. Dạ, 3-4 ngày vâng. Em đã thấy đào thải rồi. Vâng, 3-4 ngày là em đào thải và em có thấy chút mỡ vàng mà thỉnh thoảng là có đậm màu một chút đấy chị ạ. Với cái sự đào thải như vậy nó có làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em không? Chị nhớ là em khi em làm cái liệu trình dịch vụ ấy thì là mình cũng vẫn còn đang nuôi con nhỏ đúng không? Trong con nhỏ. Thật ra thì không ảnh hưởng ạ, em vẫn ăn uống ngủ nghỉ bình thường. Đấy mà lại còn ăn được tốt là đằng khác ấy. Đấy. Có nhiều trường hợp cũng nói là sau khi làm dịch vụ xong thấy cơ thể khỏe mạnh hơn này. Và ngoài ra thì là sức khỏe cũng cải thiện. Em nhớ là nhanh nhất là khoảng tầm 1 tuần là em giảm được 3 cân đấy. Mà em bất ngờ luôn. Chưa bao giờ không nghĩ là 1 tuần chưa bao giờ nghĩ là giảm được nhiều đến như thế mất trong vòng 1 tuần. Mà ai cũng phải ngạc nhiên luôn ấy. Và bây giờ thì chắc là thay đổi nhiều như thế này thì cũng đã rất là tự tin rồi đúng không? Chị nghĩ là em phải rất là hài lòng về liệu trình thì mới cho viện thẩm mỹ xin quay feedback như thế này đây. Em phải hài lòng lắm mới cho quay đấy. Chị nhớ là hôm đầu tiên khi em đến em cũng có chia sẻ là được một chị khách của chị giới thiệu đúng không nhỉ? Vâng, em xem livestream ở bên mình chị ạ. Thế là em thấy có chị Huệ, thì chị Huệ ở Hà Đông thì phải. Thì là em cũng nhắn tin kết bạn với chị ý, hỏi chị ý xem là chị làm ở đây có ổn không. Thì sau khi mà thấy chị ý làm quá hoàn hảo rồi thì mới mình yên tâm để bất làm. Thời gian không để nhắn tin cũng không chị ạ, tại vì là hai chị em nói chuyện với nhau thì là cũng hiểu ý nhau mà. Nên là
khoảng tầm một thời gian sau là em quyết định, chồng cũng động lực bảo là thôi cho em đi làm, vâng, để cho nó thay đổi. Vóc dáng rất là đẹp luôn rồi. Vâng. Và chị cũng mong là với phương pháp này, nếu như mà em đã rất là hài lòng thì có thể là sau này khi bạn đời của em hoặc là ai đang quan tâm về dịch vụ này mà cần được giới thiệu về liệu trình thì em sẽ sẵn sàng chia sẻ với Linh. Vâng. Cảm ơn em về những chia sẻ nhé. Vâng. Và cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi clip livestream của Viện Thẩm Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những livestream tiếp theo ạ.